Hello, xin chào anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với shopmonsu.com, địa chỉ mua bán chất lượng. Ở trên shop của mình hiện tại bây giờ đang có nhận giao bán rất nhiều app game OMG3Q, danh tướng 3Q, thiếu niên tướng 3Q, kho báu huyền thoại, hải tặc đại chiến, vân vân và mây. Rất nhiều tựa game được giao bán ở trên shop của mình. Người chơi có thể truy cập vào website để tìm mua những cái app game mà mọi người cần, và cũng có thể đăng bán app game trên shop của mình bằng cách liên hệ với mình. Tất nhiên là sẽ mất một khoản phí nhỏ và có thể thoải mái đăng bán app. Ok, hello, xin chào anh em, chào mừng tới anh em đã quay trở lại với channel của mình. Vẫn là mình MoonSu đây. Ngày hôm nay thì nốt con đứa còn lại. Con này thì may quá, bản ăn được rồi, update rồi nên là có mượn được app của anh em trong group để review. Đấy, nói rồi, mẹ group tôi nhiều thánh thần, nhiều siêu nhân lắm. Mẹ anh em đừng có đùa. Nào, còn anh em nào chưa biết thì OMG3Q China nhá, anh em search group và tham gia. Group này mình lập lâu lắm, chắc cứ trước khi mà game về Việt Nam cơ. Đấy, rồi, nào, ám kim Trương Liêu. Trời ơi, con cuối cùng nhá. Nói chung là so với kim thì cái tạo hình chibi ở đầu ấy, thì mình tưởng mất rồi. Ở đây, tạo hình chibi của nó rõ ràng là không khác biệt là bao. Nó chỉ khác ở cái màu thôi, có nghĩa là chúng ta làm con tướng được tô thêm màu vào thôi. Đấy, nó khác ở chỗ cái màu sắc thôi, chứ nó cũng không khác nhiều lắm về hình dáng, đúng không? À, anh em có để ý cái này không biết gọi là cái gì, nhưng gọi là cái khuyên thì phải, đúng không? Tôi không biết gọi cái vũ khí của Trương Liêu là gì, nhưng mà gọi là khuyên. Đấy, có cái đầu hình con sói này. Đấy, vì vậy rất là tinh tế luôn, nào, hình thường nào, bình thường như đây. Đấy, vẫn hai con sói, để bấm vào thì anh em nhìn hai con sói của nó quyết định mạnh. Đây, bên đây một con này, bên đây một con này, bị che hết rồi. Đây, đây là rõ nhất này. Đấy, đây có một con, đây có một con sói xiếc cũng được giáp giết các kiểu. Dưới đây còn có một cái hàm sói nữa, như giống kiểu cái ngai vàng này đứng ấy, nhìn cũng chất chơi ra mà. Đấy, rồi còn về kỹ năng của thành phần này nhỉ? Xem nào. Đấy, đây. Kỹ năng của con tướng này thì mỗi khi mà nó hút nộ ấy, dùng từ cướp nộ là từ chuẩn mà anh em dịch ở trên group. Đấy, nhưng mà cái kỹ năng của con Trương Liêu là nó có gọi là thật sự đúng là cướp thật, bởi vì là cướp của người ta đắp vào cho mình thì anh em được gọi là hút, đúng không? Đấy, gọi là cướp nộ cũng được. Đấy, cướp nộ khí, mỗi khi thì mà Trương Liêu cướp một nộ khí của kẻ địch ấy, sát thương bản thân sẽ tăng lên 20% và attack sẽ tăng 20%. Tôi thấy cái này có nhiều anh em hỏi thắc mắc là nó khác nhau à? Là nó khác nhau rất là nhiều nhá. Attack nó là chỉ số tấn công, nghĩa là nó là chỉ số gốc. Còn sát thương nó khác hoàn toàn luôn. Đấy, sát thương gây ra là bao nhiêu phần trăm. Đấy, và khi mà nổ đam trên đầu của con tướng ấy, một con tướng của đối phương ấy, nó có rất nhiều thứ cộng vào đó. Cái sát thương bốc lên nó gồm attack này, đấy, gồm sát thương bạo kích này, đấy, gồm vân và mây, có thể có cả sát thương cuối cơ. Đấy, đập vào đây là cộng lên là thành cái lượng sát thương cuối cùng. Đấy, thì attack nó là cái chỉ số quan trọng nhất, và chỉ số này chỉ số gần như không bao giờ thay đổi, nó là chỉ số cố định của một con tướng. Chứ anh em tháo đồ thì nó bay mấy chỉ số thôi, nghĩa là nó có một số cái con tướng ví dụ hút máu chẳng hạn, những con hút máu là sát thương này, hay những con hút máu là attack, đúng không? Có hai loại đúng không? Đấy, anh em cũng có thể hình dung ra được. Đấy, sát thương thì nó gây ra sát thương bao nhiêu, nó hút cái lượng bằng cái phần trăm sát thương đó. Còn hút theo attack ấy thì nó sẽ hút theo cái chỉ số gốc của con tướng đó, cái chỉ số tấn công gốc của con tướng đó. Nên là đôi khi ấy, có những cái trường hợp mà có một con tướng nó bị mù chẳng hạn, nó không gây ra sát thương. Đấy, kiểu như vậy thì nó sẽ không hút được tí máu nào. Nhưng mà với tướng gây sát thương hút máu bằng dạng attack thì mặc định là nó sẽ hút một cái lượng máu đó. Đấy, cứ mặc định là hút một lượng máu đó, nên là dù nó có không gây ra sát thương nó vẫn hút, bởi vì chỉ số tấn công luôn luôn ở trên người tướng chứ nó không bị mất đi. Đấy, nó sẽ có lợi mà nó cũng sẽ có hại, bởi vì sát thương hút máu theo sát thương ấy, thì nếu như có sát thương bạo nó sẽ hút nhiều hơn, còn cái kia sẽ là cố định. Đấy, đại loại vậy, anh em hiểu cái đoạn này nhá, tại sao nó lại là tăng sát thương bản thân 20% và tăng attack 20%. Nó đều là đam hết, nó đều, tất cả hai này nó đều dây và đam của con tướng hết, nói chung là đều quan trọng. Đấy, là con Trương Liêu thì đám to vãi lại luôn ạ, tất cả đều 20%, duy trì 5 hiệp cộng dồn ra 3 lần. Ui rồi, con này nó là quái vật không ạ, giờ nó nổ đam chắc là phê lắm ấy nhở. chúng ta rất cần một trận gọi là solo đọ đam giữa Triệu Vân và Triệu Vân và Trương Liêu. Ủa, hai thành phần đầy đủ bút các kiểu nhá, phải đầy đủ bút các kiểu là hai thành phần sộc đam nhau như thế nào. Ui nghe thì phê rồi. Rồi khi đang nhận được hậu thuẫn, công nộ có tỷ lệ 50% xác suất lấy 15 điểm nộ khí của kẻ địch, có nghĩa là nó thêm một cái kỹ năng để có thể hút nộ của kẻ địch. Đấy, làm hoặc là như cái này có thể tăng cái tỷ lệ hút nộ, làm cho cái talent bên trên của nó được kích hoạt dễ dàng hơn. Đấy, và ở trong trạng thái hoảng sợ của công nộ sẽ thêm hiệu ứng cấm dùng skill nộ duy trì một điểm. Ôi, và trạng thái hoảng sợ của công nộ sẽ thêm hiệu ứng cấm dùng skill nộ. Định mệnh nghe có vẻ sợ vậy. Nghĩa là cái hiệu ứng nộ của con Trương Liêu nó sẽ được bổ sung thêm một cái khống chế nữa, đó là cấm dùng skill nộ. Có nghĩa là cấm nộ ấy, đúng không? Gần như là cấm nộ đúng không? Duy trì một hiệp. Ủa, nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ? Ủa, nghe thích thế à? Định mệnh hay đấy không? Hay vãi đãi luôn. Định mệnh nghe hay chỉnh vào thằng mạnh vãi. Ôi sao mà cái lần này làm game ấy, định mệnh. Hình ảnh thì nó như cứt thôi, nhưng mà kỹ năng tướng nó chất vậy nhỉ? Ui, kỹ năng tướng con nào mà đọc cũng nghe thế mẹ phấn khởi ấy. Hay ra man. Nghe có vẻ định mệnh con nào cũng có vẻ mạnh ấy. Cần lắm những cái cánh tay tép từ các bạn top, xem các bạn chọn nhau xem định mệnh con nào là con nhất nào. Ui. Rồi. Sau lại một lần nữa chibi nhá, để mình vào mình làm một trận PK luôn cho mọi người nhìn. Lần này mượn là gác này anh em tẹt bô đây, sẽ đánh nhá, xem sao trong này nó còn cái gì với thằng châu châu to to. À đây rồi. Ui, gặp ám Tôn Sách luôn cỡ không? Được thật sự. Nhưng mà định mệnh để hàng đầu sao ấy. Ui, ui. Ui rồi rồi. Con đẻ của game là đây chứ còn thằng nào nữa. Trời ơi. Ôi rồi ôi, định mệnh thề. Quả đấy vừa dứt, tôi cam đoan với ông Phan Thục và Phan Quần cầm điện thoại đập xuống đất chắc luôn này. Mày ủa quật tê chứ. Nhìn hiệu ứng của nó kìa. Ôi định mệnh. Có một sự định mệnh thiên vị không hề nhẹ luôn ạ. Tính ra con Trương Liêu này là con có tạo hình tướng đỡ nhất. Tôi chấp nhận là hình của chibi của Chu Du đẹp, nói chung là được, chấp nhận được. Hình của Trương Liêu cũng không xấu, chỉ có hai con kia hình chibi thì phải như cứ thôi. Còn tạo hình thường của nó thì cũng gọi là ổn áp, chứ không đến nỗi mất đến mức nào, có khi cũng thuộc lại dạng đẹp. Đấy. Còn hiệu ứng kỹ năng thì đéo thể chê được. Thế còn chê gì nữa? Không thể chê được không? Xong rồi còn tha lần nữa. Tha lần lại hay vãi đái luôn. Ui. Eo ơi, định mệnh. Nó mới xuống có một thời gian thôi các ông ơi, định mệnh lại bút cho nó lên à? Eo ơi. Không chơi như vậy nhá, định mệnh chơi cái thiên vị thế, định mệnh. Nè, cả đời tôi chưa thấy nó bao giờ nó thiên vị Ngô Lâu đến như thế luôn đấy. Hình như nó hơi chậm này. Ui, Tào Tháo bị ngáo rồi. Để x2 đánh nhanh lắm này. Và tôi nghĩ là bây giờ để x2 là hợp rồi. Bởi vì cơn vừa rồi tôi để tốc độ thường ấy, anh em cũng đã có thể nhìn thấy được kỹ năng của nó rồi. Nhưng mà đéo mẹ đẹp thế nhở. Ui, tôi chưa nhìn rõ là nó có đẹp hay không, nhưng mà cái tôi nhìn thấy là nó đa dạng và định mệnh nó đầy đủ cái biến hóa hơn những con tướng còn lại. Các con tướng còn lại toàn sâu mặt và dí cái mặt vào cái hết. Mẹ có khi nó còn nhanh như cái mức mà định mệnh không để tốc độ x1 thì còn lâu mới thấy nữa. Vô lý thực sự. Làm sao? Nổ tam tiếp bạn ơi. Tiêu mẹ kỳ lạ thật sự đấy. Eo ơi, bênh ngụy vừa thôi. Chết. Chết, cái này thì chết. Không thể tin được. Định mệnh một số ông thì bắt đầu đập điện thoại, và một số ông thì bắt đầu ngồi vỗ đùi đen đét xong cười hạch thề. Yêu mẹ thề, tôi thề luôn. Phan Ngụy là mẹ cười, mẹ có mà rách mẹ mồm như kiểu bố đẻ em bé luôn. Xuống thế, Eo ơi, 4 con tướng này, 4 tướng quan trọng nhất của 4 nước luôn các bạn ơi. À, những bút kiểu thiên vị vãi đái như thế này nhỉ. Ui, nhưng mà quả Tôn Sách đánh hay nhỉ. Tạch 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 mù tơn đầu nhưng vẫn trâu vãi. Ôi Chu Du sấy là chết rồi. Nhưng mà kiểu tôi vẫn cảm giác nhưng tôi chưa thấy được cái lực đam mà đúng độ như kiểu con ám Trương Liêu mà tôi đọc ấy. Tôi không thấy thế không? Tôi vẫn chưa đọc, tôi vẫn chưa thấy được cái lực đam khủng khiếp của nó. Hay là định mệnh để chiếm ngưỡng lại tốt, nhưng mà là chúng ta tốt đã đặt đến giới hạn thượng thừa, chúng ta phải xem một cái lực đấy thực sự của nó như thế nào. Này nó nghĩ là toang mẹ ơi, trời không ăn được rồi. Các bản đồ còn 4 ông thì tôi đoán là mày ông phải quét 4 thanh niên này toàn. Thế 4 thanh niên này toàn là quái vật thôi, chắc toàn ám kim đấy lại Tôn Sách. Ôi thì toàn cái tim ngu này, đừng bảo bụng hai kia là ngu nốt nhá. À định mệnh ra các lượng và Khương Duy ạ, thằng này là nào? Lữ Bố và Tả Từ ạ. 490 triệu ơ, sao thua được vậy ông, kỳ lạ thế nào. Đam tôi xem cái nào, sao thua được nhỉ, hay vậy ta. Thề, 4 thanh niên là 4 thanh niên ông này quét mà bị sót lại ấy. Nên 4 thanh niên là 4 thanh niên rất là mạnh, nghĩa là đã đừng thắng rồi đấy, nên tôi nghĩ là rất là mạnh, đánh thanh niên là được chuẩn rồi đấy, hợp lý. Có thể là video là tôi toạch cả 4 trận. Tôi định vào PK top cơ, nhưng mà tôi lại vào định vào đây trước, tôi PK trong máy trước bởi trong máy nó thường là dễ hơn. Nhưng mà ông ấy reset rồi, ông quét map rồi, nhưng còn sót lại 4 đứa, nên tôi nghĩ 4 đứa rất là mạnh, còn tận 4 đứa mà lại 4 đứa thuộc 3 team. Đúng không? 4 đứa thuộc 3 nước, chuẩn luôn. 3 nước đối nghịch với quốc gia của mình. Thì review nó là hợp lý rồi. Đấy. Review nó gặp ra các lượng Khương Duy này, gặp Tả Từ ám này, gặp Tôn Sách ám này, là những con tướng hiện tại bây giờ đang hiện diện rồi. Đấy, đang ăn theo meta chuẩn của game rồi. Đấy, nghĩa là cái meta trước nó đang, trước cái bản update này chúng nó đang là những tướng update rồi. Đấy, và cũng có thể đang được sử dụng nhiều rồi. Nó test là nó chuẩn mẹ luôn. Rồi một tướng mới test trong một team cũ chuẩn luôn rồi. Hợp lý. Quá hợp lý. Các bạn nghĩ tôi phải tăng tí tốc độ cho nó nhanh không? Hơi chậm nhờ, đánh chậm quá. Không, tí nữa tôi edit tôi sẽ tăng tốc boost mode speed lên một tí, nhưng mà tôi sẽ boost edit thôi, bởi vì boost nhiều quá thì nó sẽ bị xé giọng của tôi, kiểu tôi nói nhanh ấy. Giọng sẽ kiểu vậy, buồn cười lắm. Giọng nó cứ nhí thì kiểu định mạnh mấy cái tơn ở trong kiểu mấy ông hay dùng để chỉnh giọng. Giọng nó cứ như kiểu giọng con nít ấy, xong rồi nó nhanh nó liếc thoát kiểu vậy. Bình thường tôi đã nói nhanh lắm rồi. Kiểu định mệnh 3 con sói, đúng 3 con sói luôn, 2 con sói như là 3 con thôi, 2 con sói hai bên là 2 con sói của nó, còn con sói ở giữa là cái chỗ mà nó đứng ấy, có cái mồm con sói nó ngáp ra mùi đen. Chuẩn luôn. Vừa khít. Hợp lý. Vậy anh em quả vừa rồi có để ý thằng Trần Tăng không? Vậy cả một tên nó nhắm mắt, xong rồi lúc nó bút nó mới mở mắt, kiểu đánh rất là khinh địch, không thèm nhìn luôn ạ. Ui, quả Lữ Bố hay dã man ạ, nhất trí luôn đấy bạn này. À, cái thằng Tào Tháo con ngựa mãi không thể nào mà điều khiển được, suốt ngày quyết định đánh chống, gọi là bốc đầu lên ạ, đến khổ mãi không fit. Còn bộ đồ nữ chứ mà nó đã nặng rồi, còn cái đầu ngựa cứ phải vẩy làm cái đấy cũng cứ vẩy theo, bực thật sự, không tập trung được vào chuyên môn. Bách cả tướng, nhà phát hành cũng biết choi lắm cơ. Này chuẩn bị giày. À không, chưa. Chuẩn bị cái con ngựa nó lại ngáo tiếp này. Tôi giờ tôi chỉ đam mê với việc đấy. Tôi chỉ đam mê với cái kiếm được cái video của thằng Lữ Bố nó nhảy 4 lần độ. Tôi xem một lần mà nó mở quá, tôi mới kiếm video nó nét căng này cho nó phê. Nào thể hiện sức mạnh, hút nộ xong rồi cấm nộ, xong rồi thì mình cấm skill nộ, xong rồi thì mình các kiểu thế nào. Kỹ năng được bút kinh lắm cơ mà nhỉ. Chậm ấy nhỉ. Này nó lại nhanh quá, khó chịu thật, xem chậm khó chịu thế chứ. Hứa cả mắt. Ui, thằng Lữ Bố cái tỷ lệ choáng của nó có cao đấy đâu mà nó choáng chuẩn thế nhỉ. Sợ thật sự. Ghê vai kìa. Ui, hợp lý thế ta. Chết người. Yeah. Nhìn có vẻ kèo khó ăn nhở. Cô định mệnh. Sợ thế. Hay quá, lại không choáng vào cuối nữa không gì. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Mền nó giết có nhục không. Ôi gãy thế nhỉ. Mà tập kỹ năng nó chất lắm cơ mà. Nào, làm thêm một bê tỏ mọn lực chiến thấp hơn. Kỳ lạ. Một đàm cũng to phết mà cũng có thấp đâu. Ủa, đừng mà xít chết rồi, sắp giết nó rồi kìa. Tẹo nữa. Cứ gạt từ thằng Quang Vũ không chế đến nó là đẹp. Gạt từ thằng không chế là tốt thằng đấy, để Triệu Vân sau nó dồn. Mà cứ đứng yên nhìn chịu, chả đánh được. Ủa ôi, hai không chế luôn. Làm sao? Mày làm sao? Ôi, thì vẫn chưa chết ạ, vẫn chưa chết ạ. Lâu thế nhỉ? Mày làm sao? Mày làm sao? Mày làm sao? Thôi, thôi. Bay màu con Tào Tháo rồi. Xong rồi giờ chuyện dồn đam sang chỗ Trương Liêu rồi. Ui, quả Trương Liêu mời đến ảnh vãi đái kìa. Vậy, thú vị. Nhấp nháy như kiểu đèn lép ấy. Quay trở lại một tí. Mới có tí chuyện quay trở lại một tí mà thấy sắp khoảng tiếp trận nữa rồi. Đúng kiểu không ăn được nó luôn ấy. Thôi, chịu mẹ luôn. Sao nhỉ? Đúng kiểu lý thuyết với thực hành nó xa nhau sao? Đọc kỹ năng hay vãi đái nhưng mà đánh nhau sao sao ấy. Ừ, kỳ lạ đến kỳ lạ. Thôi rồi, vậy thôi mình sẽ test của top sau đi. Hôm nay thì Trương Liêu mình chỉ dừng lại đấy thôi nhá. Ok rồi, bây giờ mình xin phép kết thúc đây thôi. Anh em thấy là like, share, subscribe kênh giúp mình. Bây giờ thì xin chào lại em, cảm ơn tiếp theo nhá. Bye bye.